nhà văn hóa thôn, hệ thống điện, đường xá xuống cấp, cỏ mọc um tùm. Đó là những gì còn lại của dự án khu tái định cư Khe Mừ thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Suốt 10 năm qua, công trình vẫn chưa đưa vào sử dụng với nhiều lý do khác nhau. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Thiếu vốn dẫn đến chậm tiến độ, dẫn đến 120 hộ dân xóm vận tải ven sông Lam thuộc xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An chưa thể đến nơi ở mới. Với nhiều hộ dân làng chài qua nhiều thế hệ, việc dự án chậm kéo theo sự thấp thỏm, lo lắng, bởi họ không thể đánh bắt cá trên những con thuyền, ghe đã mục nát theo thời gian. Mặt khác, giờ đây họ không còn mặn mà khi chuyển lên nơi ở mới, bởi theo lý giải của nhiều hộ dân, để làm quen với công việc mới là điều không dễ gì. Người dân im lại mình thấy gần làng gần xóm, ai nhủ im văn lại là đang cọ đồng viên, chứ vô đông nợ nọ thật chứ, lệ mà lông tre, đây là còn lông thẳng. Phải 2-3 năm, đó, che phải 3 năm, tôi nghĩ sống được. Cảnh nông nghiệp họ thì khác, người dân nông nghiệp họ thì thích vô, nhưng mà tôi vẫn vô, phải có vốn, mà vốn nên nói chứ 1-2 năm mà đang sống được. Mong muộn của địa phương cũng như người dân thì làm thế nào đó dự án sớm được hoàn thành, để ổn định thì chỗ ở cho người dân ven trong Lam, làng chài, cũng như là để thuận tiện trong công tác quản lý của địa phương trên cái diện tích dự án này. Dự án khu tái định cư Khe Mừ được khởi công vào năm 2009 do Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 85 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn từ Trung ương là 70 tỷ đồng và tỉnh Nghệ An là 15 tỷ đồng trên diện tích 300 ha. Theo kế hoạch, đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 120 hộ dân. Tuy nhiên, từ năm 2015, nguồn vốn do Trung ương đã giải ngân xong, còn 15 tỷ của tỉnh vẫn chưa được cấp, dẫn đến công trình không thể đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Trước cái việc đó thì Ủy ban nhân huyện là tiếp tục mong muốn các cấp, các ngành, đặc biệt là chủ đầu tư phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt để là tiếp cận nguồn vốn và tiến hành là hoàn thiện các cái hạng mục công trình hiện nay còn dang dở, để cùng với chính quyền địa phương là đưa các cái hộ dân nằm trong dự án này để vào có một cuộc sống ổn định. Chi cục Phát triển Nông thôn cũng là có nhiều cái văn bản đề nghị ủy ban nhân tỉnh, thậm chí là các cái đoàn thanh tra của chính phủ, của các bộ cũng như kiểm toán nhà nước cũng đã làm rồi, và chúng tôi cũng đã có đề xuất với cái hội đồng nhân tỉnh có ý kiến để ủy ban nhân tỉnh bổ trí vốn, là bởi vì thực chất cái dự án đã hoàn thành đến mức độ đó rồi. Và đến bây giờ để nó cũng cả công trình bây giờ nó cũng đã xuống cấp rồi. Thế thì bây giờ chỉ cần có cái bố trí vốn, mà theo tôi thì chỉ cần 3-4 tỷ thì chúng tôi sẽ thực hiện hoàn thành và có thể đưa vào, trước mắt có thể đưa vào được 45-50 hộ. Dự án thiếu nguồn vốn, người dân chỉ nhận được những lời hứa hẹn từ chính quyền năm này qua năm khác. Công trình hàng chục tỷ đồng của nhà nước bị bỏ hoang, niềm tin của người dân mất dần. Đất sạt lở, thuyền hư hỏng, đe dọa tới cuộc sống, nhiều hộ dân không còn cách nào khác là tự ý xây dựng nhà chống lụt bất chấp vi phạm. Thiết nghĩ trong thời gian tới, các cấp, ngành và chính quyền Nghệ An cần có sự bổ sung vốn kịp thời để sớm hoàn thành dự án, để người dân sớm chuyển đến nơi ở mới.